Quý khán giả đang theo dõi bản tin Vì người tiêu dùng ngày 28 tháng 7 của Đài Phát thanh Truyền hình Hậu Giang. Ngay bây giờ, mời quý vị điểm qua những nội dung chính trong ngày hôm nay. Phát hiện ca mắc Covid-19 mới, buôn lậu khẩu trang nóng trở lại. Camera siêu rẻ, bán rẻ người tiêu dùng. Cảnh báo cao hổ có trị được bách bệnh hay chỉ là lời đồn thổi. Kể từ khi phát hiện ca mắc Covid-19 mới tại Đà Nẵng, vấn nạn kinh doanh khẩu trang không rõ nguồn gốc lại bắt đầu diễn biến phức tạp. Ngày hôm qua, Công an quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa phát hiện và tạm giữ số lượng lớn khẩu trang không rõ nguồn gốc xuất xứ. Theo đó, trong 2 ngày 25 và 26 tháng 7, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, môi trường, Công an quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng đã kiểm tra hành chính 4 địa điểm trên địa bàn, phát hiện tạm giữ 2 lô hàng, gần 160 thùng khẩu trang các loại. Tại thời điểm kiểm tra, toàn bộ hai lô hàng này đều không xuất trình được hóa đơn, chứng từ, chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Hiện cơ quan chức năng đã tạm giữ toàn bộ số hàng để lập hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật. Ngày 26 tháng 7, Công an Can Lộc phối hợp với Hạt Kiểm Lâm huyện kiểm tra xe ô tô khách do Phạm Thanh Tuyến, trú tại tỉnh Quảng Ninh điều khiển. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong khoang chứa hành lý dưới gầm xe có 72.000 khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc. Sau một thời gian tạm lắng thì giờ đây, vấn nạn buôn lậu khẩu trang cũng như các trang thiết bị y tế bắt đầu nóng trở lại. Khi dịch bệnh còn diễn biến phức tạp thì đây lại là miếng mồi béo bở của các gian thương hoạt động. Thế nên, cần có chế tài xử lý nặng hơn nữa để răn đe các đối tượng trực chờ hoạt động, làm ảnh hưởng đến việc quản lý dịch bệnh và tình hình an ninh trật tự của đất nước. Trong thời gian gần đây, liên tục xảy ra các vụ camera bị hack dữ liệu phát tán thông tin hình ảnh nhạy cảm ra bên ngoài lên mạng xã hội. Từ chức năng chống trộm, những chiếc camera lại thành những tên trộm rình rập gây lo ngại cho nhiều người. Những chiếc camera chưa tới 300.000 đồng có đầy đủ các tính năng ghi hình, thu tiếng, có thể đem đến tai họa thay vì bảo vệ người dùng. Không khó để người tiêu dùng có thể mua một chiếc camera xịn đầy đủ chức năng với giá chỉ từ 148.000 đến 350.000 đồng một chiếc. Có lẽ do giá rẻ, những sản phẩm này trên các gian hàng của các trang thương mại điện tử có lượng người đặt mua hiển thị hàng ngàn lượt. Dù giá còn rẻ hơn điện thoại cục gạch, những chiếc camera này lại được quảng cáo có hàng loạt tính năng như quan sát được cả ngày lẫn đêm, chất lượng hình ảnh Full HD, có thể đàm thoại xoay 360 độ, được tặng kèm thẻ nhớ dung lượng lớn khi mua. Người mua có thể tự lắp đặt, kết nối với Wi-Fi tại nhà và theo dõi qua điện thoại thông minh. Tại các cửa hàng chuyên cung cấp lắp đặt camera có địa chỉ rõ ràng, sản phẩm này có giá không hề rẻ. Tính cả công lắp đặt và thiết bị phụ kiện đi kèm, rẻ nhất thì cũng là 1.400.000 đồng một chiếc. Các sản phẩm bán trên sàn điện tử chất lượng không ai kiểm định mà còn tiềm ẩn nhiều rủi ro bị xâm nhập vào thiết bị do có độ bảo mật kém. Ông Võ Đỗ Thắng, Giám đốc Trung tâm Đào tạo Quản trị mạng và An ninh mạng Athena nhận định, đa phần camera trôi nổi trên thị trường chỉ có tính năng ghi hình, còn tính năng bảo mật và kiểm soát bảo mật hầu như không có. Khi lắp đặt camera xong, thông thường kỹ thuật viên lắp đặt có quyền truy cập và người sở hữu camera hầu như không biết. Những đối tượng này có thể truy cập, xem trộm những hình ảnh khách hàng. Đó là một trong những lý do rò rỉ hình ảnh cá nhân. Việc mua hàng qua các trang thương mại điện tử như một con dao hai lưỡi, bên cạnh sự tiện lợi thì nó còn có nhiều vấn đề bất cập về chất lượng hàng hóa. Và Zalo Shop là một trong những tính năng tiện ích xuất hiện trên nền tảng Zalo, giúp cho những người kinh doanh kết nối, giúp cá nhân tổ chức tự động hóa quy trình mua bán hàng hóa dịch vụ. Nhưng mới đây, theo thông tin từ Bộ Công Thương, bộ này chưa cấp phép hoạt động cho Zalo Shop. Zalo là ứng dụng di động cho phép các thương nhân, tổ chức, cá nhân không phải chủ sở hữu ứng dụng có thể tiến hành một phần hoặc toàn bộ quy trình mua bán hàng hóa, dịch vụ trên đó. Do vậy, ứng dụng Zalo là ứng dụng sàn giao dịch thương mại điện tử theo quy định. Tuy nhiên, Zalo Shop hiện vẫn chưa đăng ký để cung cấp dịch vụ thương mại điện tử với Bộ Công Thương. Qua rà soát, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số nhận thấy, thời gian qua có nhiều đối tượng có dấu hiệu lợi dụng ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử Zalo để kinh doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ. Khi thương mại điện tử phát triển thì các gian thương cũng coi đây là một đường đi lối mở của mình để hoạt động. Chiêu thức thì ngày một tinh vi hơn nên người tiêu dùng cũng dễ dàng bị sập bẫy. Mới đây đã xảy ra một vụ lừa đảo lớn chưa từng thấy trong lịch sử của du lịch Việt Nam.
một phòng vé ôm hơn chục tỷ đồng của khách và cộng tác viên bỏ trốn. Thực tế, lừa đảo trên mạng không phải là chuyện mới, nhưng kể từ khi bùng phát dịch Covid-19, dường như số vụ lừa đảo trên mạng đã tăng cao hơn vì giá trị của các vụ cũng lớn hơn. Đây là nạn nhân của một vụ lừa đảo qua combo du lịch trên mạng xã hội. Chị được lời mời mua combo du lịch Phú Quốc cho 3 người với giá là 9 triệu 800 ngàn đồng. Sau những lời trao đổi với người bán trên mạng, chị đã chuyển hết tiền vào tài khoản người này. Khoảng 2 tiếng sau, chị phát hiện mình đã bị chặn từ tài khoản Facebook đến điện thoại. Đây không phải là nạn nhân duy nhất lợi dụng nhu cầu đi du lịch tăng cao vào các dịp cuối tuần hay nghỉ hè. Các đối tượng đánh vào tâm lý của khách hàng mua trọn gói với giá rẻ hơn các nơi uy tín từ 500.000 đến 1 triệu đồng. Theo các đơn vị du lịch, công ty lữ hành uy tín thường có chi nhánh ủy quyền và có trang web fanpage chính thức. Do đó, người mua phải tìm hiểu kỹ, đặc biệt là với các combo giá quá rẻ mà khởi hành vào lúc cao điểm như hiện nay. Tổ công tác chống buôn lậu của đồn biên phòng Vĩnh Ngương tổ chức mật phục tại khu vực mốc quốc giới 266 thuộc khóm Vĩnh Chánh 3, phường Vĩnh Cương, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang, đã phát hiện hai đối tượng đang vác các bao tải qua biên giới. Khi thấy lực lượng chức năng, các đối tượng bỏ lại các bao đồ và bỏ chạy về phía biên giới Campuchia. Tiến hành kiểm tra, trong các bao đồ có chứa 1.400 gói thuốc lá ngoại các loại, trị giá hàng hóa hơn 20 triệu đồng. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản tạm giữ và đưa tang vật về đồn biên phòng Vĩnh Ngương để tiếp tục điều tra xử lý. Thưa quý khán giả, hổ là loài động vật hoang dã đang đứng trước bờ tuyệt chủng do nạn săn bắt trái phép. Hơn 30 năm qua, quần thể hổ đã bị suy giảm đáng kể tại Việt Nam và trên toàn thế giới, vì nhiều người vẫn tin rằng cao hổ có thể trị được nhiều bệnh, đặc biệt là các bệnh về xương khớp. Vậy đâu mới là sự thật? Mời quý vị xem chuyên mục lời cảnh báo hôm nay. Hổ bị buôn bán chủ yếu để lấy xương làm cao hổ cốt, vì vẫn còn nhiều người mù quáng tin rằng cao hổ có thể chữa được nhiều bệnh, đặc biệt là các bệnh về xương khớp. Tuy nhiên, không có bằng chứng khoa học nào chứng minh tác dụng chữa bệnh của cao hổ. Những niềm tin vô căn cứ này đã và đang thúc đẩy nhu cầu tiêu thụ, sử dụng cao hổ và tạo điều kiện cho những đối tượng buôn bán cao hổ trái phép lợi dụng để trục lợi, đẩy loài hổ đến gần hơn với nguy cơ tuyệt chủng trong tự nhiên. Hiện tại, hổ là loài động vật quý hiếm đã được đưa vào sách đỏ Việt Nam. Vì đây là một loài động vật hoang dã khó tìm nên giá của cao hổ cũng khá đắt đỏ. Chỉ 100 gram đã có giá từ 30 đến 40 triệu đồng. Chưa kể đây có thực sự là cao hổ được làm từ hổ thật hay là một loài động vật nào khác. Và theo nhiều chuyên gia, không phải ai cũng có thể sử dụng cao hổ. Nhiều người mắc bệnh về gan, thận nếu dùng cao hổ có thể gặp nguy hiểm, thậm chí tử vong. Hiện nay, nhiều người dùng các loại cao xương động vật khác như trâu, bò, heo, gà, mạo danh là cao hổ cốt để bán với giá tương đương. Đáng sợ nhất là hiện nay người ta dùng các kỹ xảo tinh vi, phù phép, đánh bóng, gọt giũa các loại xương gấu, xương trâu, xương bò, xương chó, tạo ra những bộ xương hổ dẫm như thật để bán trục lợi. Để cho có hiệu nghiệm tức thì, họ còn trộn tân dược có tác dụng chống viêm, giảm đau mạnh để lừa những người đang bị hành hạ bởi chứng đau khớp. Bác sĩ thầy thuốc nhân dân Nguyễn Xuân Hướng, nguyên chủ tịch Hội Đông y Việt Nam cho biết, nếu có ai đó uống rượu cao hổ cốt thấy giảm đau xương khớp sau một thời gian ngắn, thì đó chủ yếu là do tác dụng giảm đau của rượu, chứ không phải do cao hổ. Nhiều bệnh nhân có biểu hiện suy gan thận sau một thời gian sử dụng cao hổ, có trường hợp phải nhập viện cấp cứu do ngộ độc. Thực tế cho đến nay cũng chưa có bất kỳ một công trình khoa học nghiêm túc nào nghiên cứu về hiệu quả của cao hổ trong điều trị các bệnh lý xương khớp cả về lâm sàng và thực nghiệm. Các tác dụng thần kỳ của cao hổ chỉ là lời đồn đại, huyền thoại và lâu dần trở thành niềm tin. Và nội dung này cũng đã khép lại bản tin ngày hôm nay. Quỳnh Như xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.